Giống như nhiều hộ gia đình tại Hà Nội, hóa đơn tiền điện nhà chị Mai tháng này bỗng nhiên tăng gấp đôi. Dù những thiết bị điện trong quầy tạp hóa nhỏ bấy lâu nay không hề thay đổi. 2.020.000 tháng này lên 3.420.000. Cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại lên nhiều thế. Nhà 6 tầng lại mở thêm cửa hàng ăn ở bên dưới với đủ thể loại thiết bị tiêu thụ điện công suất cao, hoạt động liên tục. Thế nên, tiền điện tháng này của gia đình ông Chiến tăng gấp 4 lần so với tháng trước, 4.563 kWh, tương ứng với hơn 12 triệu đồng. Thời tiết nắng nóng, điều hòa chạy liên tục nên ông Chiến cho rằng tiền điện tăng cao cũng là điều dễ hiểu. Thế thì tôi thấy cái chuyện đó bình thường, là vì cái công suất điện nó phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt và kinh doanh. Ở đây chúng tôi có mở cửa hàng cho nên là cái lượng sử dụng điện ba pha thì nó đương nhiên nó phải tăng. Cái là hoàn toàn ngẫu nhiên và nó đúng theo cái sử dụng cái lượng điện trong gia đình. Chuyện hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 4-5 lần. Giờ đây không chỉ là câu chuyện trong mỗi gia đình mà còn nóng cả trên mạng xã hội. Với nhiều trường hợp thắc mắc về hóa đơn tiền điện, nhân viên điện lực đã phải xuống tận nhà, kiểm tra công tơ, cùng chủ nhà tính toán công suất tiêu thụ tại thời điểm thực tế so sánh với tiền điện hàng tháng. Sẽ kiểm tra xem là cái lượng dùng điện của khách hàng hiện tại như bây giờ bao nhiêu kW thì mình sẽ tính được ra là hàng tháng trung bình thì sẽ dùng khoảng hết bao nhiêu tiền điện. Nếu mà khách hàng mà chưa biết thì bên mình sẽ có hướng dẫn. Theo lãnh đạo EVN Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ từ tháng 4 đến tháng 6 liên tục tăng cao. Cao điểm nhất là vào ngày 9 tháng 6, lượng điện đạt kỷ lục 89,2 triệu kWh. Thời tiết nắng nóng cùng với việc người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị tiêu thụ điện công suất cao cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường. Một phần tiền tăng cao là do cái nền nhiệt hiện nay ở đầu tháng 6 là lên tới 39 độ, nhưng mà do cái hiệu ứng nhà kính cũng như là cái khu chung cư thì nhiệt độ ngoài trời cũng lên tới 60 độ C. Cho nên là hiện nay cái hệ thống điều hòa chúng ta, nếu mà chúng ta dùng hiệu quả nhất vào nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, khi mà chúng ta nằm cho điều hòa lạnh sâu hơn thì nó không làm mát hơn nhưng mà dẫn đến cái tiền điện tăng cao hơn so với cùng kỳ. Một nguyên nhân nữa cũng khiến cho hóa đơn tiền điện tăng cao như hiện nay, đó là do cách tính giá điện bậc thang. Nếu dùng hơn 400 kWh một tháng, người dân sẽ phải trả mức giá bậc 6, tức là gấp đôi so với mức giá bậc 1. Trong khi đó, với điều kiện sinh hoạt ở thành phố lớn như Hà Nội, ít có gia đình nào dùng dưới 400 kWh một tháng. Trước thực trạng này, EVN Hà Nội đề nghị người dân liên hệ đường dây nóng 1900-1288 để có thể giải đáp thắc mắc cũng như xử lý những vấn đề liên quan đến hóa đơn tiền điện.